Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mắt đêm trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập quốc tế, các quốc gia dân tộc cần phải hướng tới sự tôn trọng trong sự đa dạng về văn hóa, bảo vệ tôn vinh bản sắc dân tộc và tạo nền tảng tinh thần cho phát triển. Di sản văn hóa phi vật thể và vật thể được xác định là một bộ phận quan trọng để cấu thành nên môi trường sống của con người. Trải qua nghìn năm lịch sử, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội ngày nay đã có một kho tàng di sản văn hóa chứa đựng những thông điệp quý giá mà thế hệ tiền nhân truyền lại cho con cháu. Hệ thống di tích lịch sử, văn hóa cách mạng, các kiến trúc cổ và mới, các danh lam thắng cảnh đa dạng, phong phú, giàu giá trị của mảnh đất nghìn năm văn hiến sẽ được trường tồn nếu chúng ta luôn biết phát huy giá trị và gìn giữ chúng. Hành trình khám phá của Mắt đêm ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về việc gìn giữ và bảo vệ di sản trong lòng Hà Nội. Nhưng trước tiên sẽ là những nội dung có trong chương trình hôm nay. Chuyên mục Con số và bình luận, Hà Nội có 4 di sản thế giới. Hành trình khám phá với chủ đề gìn giữ và bảo tồn các di sản trong lòng Hà Nội. Hiện nay cả nước có 26 di sản được UNESCO vinh danh, trong đó có 8 di sản thế giới, 9 di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. 2 di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn khẩn cấp, một công viên địa chất toàn cầu, 2 di sản tư liệu thế giới và 4 di sản tư liệu thế giới khu vực Thái Bình Dương. Hà Nội sở hữu và đồng sở hữu 4 trên tổng số 26 di sản này, bao gồm Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới, Hội Gióng ở Đền Phù Đồng và Đền Sóc là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Ca Trù là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn khẩn cấp, Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám là di sản tư liệu thế giới. Hệ thống di sản thế giới này cùng với hàng ngàn di sản, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ thể hiện những giá trị văn hóa và lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến. Đồng thời, đây là tài nguyên vô giá để phát triển du lịch văn hóa ở mảnh đất Thăng Long, là những điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch Hà Nội, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm. Trải qua bề dày lịch sử, Thăng Long Hà Nội đã trở thành vùng đất hội tụ, kết tinh và lan tỏa văn hóa của mọi miền đất nước. Là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa hết sức phong phú đa dạng nhất trong cả nước, nhưng cũng tạo ra một nền văn hóa mang bản sắc riêng của Hà Nội. Ngoài 4 di sản thế giới, 9 di tích quốc gia đặc biệt, Hà Nội còn có gần 6.000 di tích và gần 1.800 di sản văn hóa phi vật thể cùng những di sản tư liệu quý giá, là minh chứng cho quá trình hình thành phát triển của thủ đô và góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Những di sản này là những giá trị vật chất và tinh thần đặc sắc nhất mà biết bao thế hệ người Hà Nội sáng tạo và gìn giữ. Di sản là sự hiện diện của quá khứ trong đời sống hiện đại, chứa đựng ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội để chúng ta nhớ về quá khứ, tái sinh lại những giá trị nền tảng mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng. Trải qua thời gian, những biến động của thiên nhiên, chiến tranh và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và giao thương trong nước của nhiều di sản đã dần mai một. Giữ gìn và phát huy những giá trị vô giá trong di sản đồ sộ ấy để tạo ra được gạch nối, sự liền mạch trong nền văn hóa thủ đô nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Ấy là trách nhiệm của mỗi một người con đất Việt. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc ta từ ngàn đời nay luôn là một dân tộc yêu nghệ thuật và có nhiều sáng tạo. Nghệ thuật dân gian Việt Nam được sinh ra và nuôi dưỡng trong bóng mát của những rặng tre miền quê, trong những ngôi nhà tranh mái ngói, trong cuộc sống bình dị trên ruộng đồng, nương rẫy và trên chiếc thuyền ra khơi. Nghệ thuật dân gian Việt Nam chính là sự thăng hoa cảm xúc trong tâm hồn mộc mạc, thể hiện những tinh hoa trong văn hóa của người dân đất Việt.
Với bề dày lịch sử và nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, UNESCO đã công nhận 7 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, trong đó nổi bật có nghệ thuật ca trù, được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của thế giới. Và ngay tại chính quê hương của mình, ca trù, quốc bảo của Việt Nam cũng đang ngày càng thu hút nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm và bảo vệ. Mời quý vị cùng thưởng thức những làn điệu ca trù trong không gian văn hóa mang đậm hơi thở của Thăng Long, Hà Nội qua phóng sự sau đây. Thăng Long, mảnh đất không chỉ lưu giữ bao tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống, mà điều quan trọng hơn, trải qua bao năm tháng, nơi đây vẫn âm ỉ chảy những mạch nguồn dân tộc, làm sống dậy những giá trị truyền thống bởi sự nối tiếp của những con người Việt, tâm hồn Việt. Bích Câu Đạo Quán nằm trên con phố Cát Linh là điểm đến của những ai yêu bộ môn nghệ thuật ca trù. Nơi đây còn có những con người mang lòng nhiệt huyết gìn giữ ca trù, góp phần bảo tồn di sản trong lòng Hà Nội. Khác biệt với sự ồn ào tấp nập của đường phố bên ngoài cánh cửa lớn, không gian của đền Bích Câu khiến lòng người như lắng lại. Có lẽ bởi vậy, những người say mê với ca trù truyền thống tụ họp về nơi đây để tổ chức hầu hết các hoạt động nhằm gìn giữ và phát huy di sản phi vật thể này. Lắng nghe các nghệ nhân luyến láy, nhấn nhá, kết hợp phần nảy hột đầy nội lực mà rất đỗi tự nhiên, mới thấy với ca trù, chất giọng, tình yêu thôi chưa đủ, cần có những nỗ lực tâm huyết đáng kể dành cho bộ môn nghệ thuật này. Những trái tim yêu ca trù còn thổn thức, còn say đắm như thế, thì chắc chắn bộ môn nghệ thuật này sẽ tiếp tục được gìn giữ và bảo tồn tới dài lâu. Tôi bây giờ là cái lớp 90 tuổi đến nơi rồi, sang năm là 90 tuổi rồi. Bây giờ thấy những cái lớp trẻ mà tổ chức được những cái ngày hội như thế này, và nhất là cái lớp trẻ đến thì chúng tôi rất là mừng. Và ngay cái lớp trung niên chúng tôi thấy cũng còn được hàng mấy chục năm nữa cũng rất mừng. Thì giữ được cái lớp trung niên sẽ truyền lại được cho cái lớp trẻ sau này. Tôi rất là vui và rất là xúc động khi mà ngày càng có nhiều các tổ chức cũng như cá nhân đứng ra hoạt động để gìn giữ nghệ thuật dân gian của đất nước, và hát những bài ca trù phải nói là rất là đặc sắc. Từ bài Non Mai Hồng Hạnh là bài hát khó nhất và ít người được hát nhất đến bây giờ, đến những bài như hát Trúc Vỗ, Lạ Thờ, vân vân. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là rất trân trọng, cảm ơn những nghệ nhân dân gian âm thầm lặng lẽ hoạt động để gìn giữ vốn cổ của cha ông. Nghệ nhân Vân Mai là một trong những người vẫn gắn bó với duyên nghiệp mà mình đã chọn. Để lan tỏa tình yêu ca trù tới cộng đồng, chị luôn nỗ lực giảng dạy, truyền lại hết ngón nghề tới những người say mê ca trù. Phải có tình yêu tha thiết và lòng đam mê cháy bỏng với bộ môn nghệ thuật này, nghệ nhân ưu tú Vân Mai mới có thể có nhiều nhiệt huyết đến thế. Nhiều khó khăn, nhưng vượt qua bao khó khăn ấy, niềm vui lại lan tỏa khi chị từng bước miệt mài góp phần gìn giữ di sản văn hóa của Việt Nam. Con nghe bà Vân Mai hát hay, con muốn đi học lớp của bà Vân Mai, con muốn lớn lên hát hay như bà. Được hát được cái chất giọng của ca trù thì thực sự là rất là khó. Thì càng học thì mình lại càng thấy đam mê, và cái niềm đam mê đấy thì lại càng được cô Mai thúc đẩy hơn. Thì cô Vân Mai rất là nhiệt tình với học sinh. Thì từ từng chữ từng từ một là cô Vân Mai nắm, rồi cô Vân Mai chỉ dạy rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ từng tí một cho học sinh. Thì từ đấy rồi đi vừa yêu cô và vừa yêu lớp hơn, yêu càng thêm yêu cái ca trù của truyền thống Việt Nam hơn. Từng lời ca tiếng hát
như thả vào không gian những thanh âm thanh thoát, quyến rũ, đến không ngờ. Điều đó lý giải vì sao ca trù đã vượt ra khỏi không gian sinh hoạt nhỏ của đất Việt mà đến với thế giới. Sau khi Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận ca trù là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, thì những hoạt động gìn giữ và bảo tồn loại hình nghệ thuật văn hóa này càng trở nên đáng quý. Nghệ nhân ca trù cùng những tâm hồn yêu bộ môn nghệ thuật dân gian, hòa quyện nhiệt huyết và lòng quyết tâm gìn giữ, họ đang nối dài sợi dây ca trù tới với thế hệ mai sau. Thưa quý vị, bên cạnh những tinh hoa trong tôn giáo, kiến trúc, âm nhạc thì có lẽ những di tích, những điều quý giá nhất của kinh thành Thăng Long Hà Nội truyền lại đến ngày nay còn được thể hiện rõ trong văn học, đặc biệt là chữ Hán Nôm, kết tinh của tinh thần hiếu học và văn hóa dân tộc. Hán Nôm là những ký tự dựa trên Hán tự được sử dụng tại Việt Nam từ rất lâu trước đây. Chữ Hán Nôm có thể được sử dụng để viết chữ Hán hoặc một hình thức của chữ Việt gọi là chữ Nôm. Hán Nôm bao gồm cả Hán tự và các ký tự dựa trên những quy luật ghép vần của Trung Quốc nhưng chỉ dành cho người Việt được gọi là chữ Nôm. Trong những năm 1920 thì Hán Nôm đã được thay thế bằng chữ quốc ngữ ngày nay. Hiện nay trên thế giới chỉ còn 100 học giả có thể đọc được chữ Hán Nôm. Có lẽ vì vậy mà thư pháp Hán Nôm vẫn tồn tại như một di sản quý giá cần được bảo tồn và phát huy của Việt Nam. Thưa quý vị, di sản Hán Nôm gồm những thư tịch và liệu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm là kho văn hóa thành văn to lớn và phong phú nhất nước ta trước khi có các văn bản ghi bằng chữ Latin. Bảo tồn lâu dài và khai thác có hiệu quả kho di sản văn hóa này là để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại ngày nay. Và ngay bây giờ, để tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa và tầm quan trọng của chữ Hán Nôm cũng như nơi lưu giữ những di sản quý giá này, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau đây. Đây là tấm bia đời Lý được khắc năm 1990. Đời Lý ạ? Đời Lý, đây là tấm bia rất cổ. Minh Nghĩa, Minh Tĩnh Tự. Minh Văn. Minh Văn, thế là chùa Minh Tĩnh. Bia ở chùa Minh Tĩnh. Đại Việt Quốc thời Lý Gia đệ tứ, tức là đời thứ tư đời Lý. Đây tấm bia cổ nhất ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là một trong tấm bia cổ của nước ta. Cách đây hơn 1000 năm mà chữ ra rất rõ ràng. Bia đẹp lắm. Tư liệu này đã có mặt tại Thư viện Nghiên cứu Hán Nôm hơn 10 năm nay. Và đó chỉ là một trong khoảng gần 70.000 tư liệu Hán Nôm hiện có tại Thư viện Hán Nôm thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Thư viện là nơi mà những nhà nghiên cứu và người dân Hà Nội có thể tìm thấy những thông tin cổ xưa về dòng họ, quê hương, xứ sở của mình, những bản hương ước, những tấm bia cổ, những cuốn sách có niên đại hàng trăm năm đã và đang cung cấp cho người dân Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung những thông tin quý giá về kho tàng văn hóa của dân tộc. Đối với những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Hán Nôm, thì kho tư liệu này có giá trị vô cùng quan trọng, là sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Tư liệu viện Hán Nôm gần như là bao trùm được, cơ bản là bao trùm được các cái vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu đối với xã hội, đối với văn hóa, không chỉ trong quá khứ mà cả hiện tại hiện nay. Cho nên là những cái giá trị của tư liệu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đối với không chỉ tôi mà đối với rất nhiều nhà nghiên cứu đều cực kỳ quan trọng. Và ví dụ như rất nhiều vấn đề mà chúng ta đang quan tâm hiện nay như là vấn đề biên giới, vấn đề hải đảo, các vấn đề về văn học, sử học của người Việt thì trong tư liệu Hán Nôm đều có cả. Đều được người trước, thế hệ trước của chúng ta, các bậc tiền nhân có ghi chép, thậm chí có những bản đồ, thậm chí có những vẽ lại những cái không gian kiến trúc văn hóa tâm linh của người Việt, những cái lễ hội vân vân,
những cái tượng pháp nhân vật đều có vẽ lại hết. Di sản văn hóa Hán Nôm hiện nay đóng vai trò cũng rất là quan trọng. Nó như là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt và nối giữa quá khứ và hiện tại. Ví dụ như tôi có thể lấy ví dụ như là về các cái tư liệu về gia phả. Gia phả thì được viết, có những bản gia phả viết được cách đây hàng hơn 100 năm, nhưng mà con cháu thời nay nhìn vào đó vẫn thấy ông cha mình như là vẫn còn sống, vẫn nhìn thấy hành trạng, vẫn nhìn thấy các công tích của ông cha mình. Di sản Hán Nôm gồm những tư liệu bằng chữ Hán và chữ Nôm. Đây là nguồn tư liệu chữ viết sớm nhất, có chiều dài lịch sử lâu đời nhất, với số lượng lớn nhất, đề cập đến tất cả các phương diện của đời sống xã hội Việt Nam. Không khó khăn để nhìn thấy sự tiếp nối của văn hóa Hán Nôm từ truyền thống đến hiện tại. Sự hồi sinh của thư pháp, dấu tích của Hán Nôm in trên các di tích, trong các tín ngưỡng lễ nghi, phảng phất trong các hình thức biểu diễn nghệ thuật, kể cả những vấn đề thời sự đương đại như vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Vai trò của tư liệu Hán Nôm cũng rất có giá trị. Việt Nam có hai di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận là Mộc Bản Triều Nguyễn và Hệ thống Bia Tiến sĩ Triều Lê Mạc. Bốn di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Châu Bản Triều Nguyễn, Mộc Bản Chùa Vĩnh Nghiêm, Thơ Văn trên Kiến trúc Cung đình Huế, Mộc Bản Trường Phúc Giang, Hà Tĩnh. Những di sản tư liệu này đều là những di sản Hán Nôm. Điều này có thể cho thấy di sản Hán Nôm có giá trị không chỉ đối với Việt Nam, mà còn là tư liệu quan trọng đối với thế giới. Di sản tư liệu Hán Nôm không chỉ là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, mà còn gìn giữ cho thế hệ tương lai chiều dài lịch sử đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là một bộ phận tiêu biểu thể hiện bề dày của văn hiến Việt Nam, không thể bị lãng quên. Tìm trong quá khứ để nhận ra những bài học cho hôm nay, tìm trong di sản để chọn lọc những yếu tố tích cực với việc phát triển xã hội hiện đại là cần thiết. Bảo tồn và phát huy giá trị của những di sản này là vấn đề cấp thiết hiện nay. Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, công tác sưu tầm và bảo tồn các di sản văn hóa Hán Nôm được tiến hành bài bản và công phu, từ việc tìm kiếm, sắp xếp cho đến việc phân loại, khâu dịch nghĩa và in sao. Tư liệu tìm được ở địa phương nào đều được sắp xếp cẩn thận, phân loại và được phục vụ cho công việc nghiên cứu, phiên dịch. Bên cạnh đó, việc giải nghĩa các tư liệu văn hóa cổ đã giúp cho nhiều nhà viết địa chí soạn thảo, bảo tồn văn bản cổ, có tư liệu để biên soạn thành các tác phẩm có giá trị. Các văn bản Hán Nôm còn là những minh chứng khoa học giúp cho những người làm công tác bảo tồn bảo tàng nói riêng, xác định lại niên đại lịch sử một cách chính xác hơn. Cuộc trao đổi với Phó Viện trưởng Viện Hán Nôm ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn giá trị của những di sản Hán Nôm. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi ạ. Trước hết thì xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Vâng. Thưa tiến sĩ ạ, di sản Hán Nôm thì có vai trò quan trọng như thế nào trong cái văn hóa đương đại ạ? Trước khi cái chữ quốc ngữ của chúng ta được phổ biến rộng rãi vào đến năm 30 của thế kỷ 20 thì trong quá khứ người Việt Nam hầu như đều dùng cái chữ Hán và cái chữ Nôm để làm cái văn bản bang giao, rồi văn bản giấy tờ hành chính công văn, vân vân, là đều phải dùng bởi chữ Hán và chữ Nôm. Bởi vì đây là những cái trước tác của cha ông ta trong 10 thế kỷ qua. Cái giá trị của cái kho sách Hán Nôm của chúng ta thì nó thể hiện trên rất nhiều các cái phương diện khác nhau. Tôi nói chẳng hạn như là những cái tác phẩm về sử học như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là cũng từ ở kho sách Hán Nôm mà ra. Hay là những tác phẩm, những tuyển tập về văn học rất nổi tiếng của Lê Quý Đôn, hay là những tác phẩm của Phan Huy Chú như Lịch Kiều Huyến Chương Loại Trí, và còn hàng loạt các cái tác phẩm khác nữa. Những cái ghi chép của cha ông ta trước đây, ví dụ như là về hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mà người tiêu biểu cho vấn đề này là Lê Quý Đôn, hay là về sau là những cái sử quan Triều Nguyễn được thể hiện trong các cái bản châu bản ấy, thì là những cái căn cứ khoa học có thuyết phục để chúng ta đấu tranh đòi lại chủ quyền về biển đảo cho dân tộc. Hay là những cái phong tục tập quán rất là tốt đẹp của dân tộc ta được thể hiện trong cái hương ước của các làng xã ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ở trong đó có nói rất rõ là những phong tục như là về khuyến thiện, trừng ác, rồi thì khuyến tài, khuyến học, đào tạo nhân tài, về khuyến học. Mà trong đó những cái hạt nhân đó cho đến ngày nay thì có thể nói là làm những căn cứ khoa học cho chúng ta để chúng ta tiếp tục xây dựng cái cuộc sống văn hóa hiện nay. Viện Nghiên cứu Hán Nôm thì hiện nay có một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đấy là bảo tồn những cái di sản Hán Nôm. Thưa ông thì cái việc bảo tồn di sản Hán Nôm thì gặp những cái thuận lợi và khó khăn như thế nào ạ? Đảng và nhà nước và đặc biệt là Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tạo mọi điều kiện, tức là cung cấp những thiết bị tốt nhất, như là chẳng hạn như là xây dựng kho bãi, các cái thiết bị điều hòa, rồi sao chụp nhân bản này để tách cái bản gốc ra phục vụ độc giả đọc các bản sao, vân vân. Thì đấy là những cái mà thuận lợi để cho chúng ta kéo dài cái tuổi thọ của cái văn bản này ra. Còn về khó khăn thì theo tôi thì khó khăn cũng có khá nhiều. Cái thứ nhất thì cái kho di sản Hán Nôm do cha ông ta để lại ngày nay thì nó với số lượng rất lớn. Mà hai nữa là những tác phẩm văn bản Hán Nôm của chúng ta ngày nay thì hầu như là còn dạng độc bản. Cho nên cái khâu bảo quản, bảo tồn di tích này thì chúng ta không thể làm một cách nó ào ào được. Mà chúng ta phải làm hết sức thận trọng, có khoa học và phải có những cái cuộc hội thảo khoa học để chúng ta làm sao mà bảo tồn, kéo dài cái tuổi thọ của văn bản ra. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Thưa quý vị, di sản văn hóa Hán Nôm là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản của Việt Nam. Những thông điệp hệ thống của di sản này vừa tạo ra sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, vừa gìn giữ cho muôn đời sau những giá trị văn hóa lịch sử mang đậm bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, theo thời gian, nguồn tài liệu cổ xưa hiếm quý này đang đứng trước nguy cơ mai một, và đó cũng là những điều trăn trở của những người đang mang nặng tâm sự, mang nặng tình yêu đối với di sản quý hóa này. Thưa quý vị, những tư liệu này thì nằm rải rác trong các chùa chiền, nhà thờ tộc, đình làng và trong cộng đồng dân cư, và được xem là nguồn sử liệu hết sức quý giá, chứa đựng những giá trị lịch sử, nhân văn to lớn, góp phần minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển lịch sử của quê hương. Mời quý vị sẽ cùng nhìn ngắm nơi lưu giữ những di sản Hán Nôm, Thư viện Hán Nôm và Văn miếu Quốc Tử Giám qua những hình ảnh từ hệ thống Flycam của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trăm miền về đây hồi tụ. Ngàn năm về đây hồi ngộ. Khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó. Phong rêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang Hà Nội. Đêm ai Thăng Long Đông Đô Hà Nội tỏa sáng, một Thăng Long Đông Đô Hà Nội linh thiêng hào hoa. Vừa rồi thì chúng ta đã được tìm hiểu cũng như là được nghe ca trù, được biết đến những di sản phi vật thể như là văn hóa, âm nhạc. Đã không biết rằng là chị Mai Lan đã bao giờ đến những ngôi đình cổ của kinh thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội ngày nay chưa ạ? Tôi thì dường như là năm nào cũng như vậy, cứ đầu năm mới là tôi sẽ đi đủ tứ trấn Thăng Long, những ngôi đình đền nổi tiếng của Hà Nội. Và tất nhiên là đình Kim Ngân cũng là một trong những địa điểm mà tôi lựa chọn để đến vào dịp đầu năm mới. Vâng, thưa quý vị, điểm đến tiếp theo của chương trình Mắt Đêm ngày hôm nay chính là một ngôi đình cổ có từ cuối thế kỷ 15, đình Kim Ngân nằm trên phố Hàng Bạc, con phố nổi tiếng với nghề kim hoàn tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là một trong những ngôi đình cổ kính rộng nhất trên địa bàn của thủ đô Hà Nội, là một minh chứng về quá trình hình thành, phát triển của các phố nghề tại kinh thành Thăng Long xưa kia.
Thưa quý vị, Đình Kim Ngân là không gian tín ngưỡng linh thiêng của người Hà Nội và là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, góp phần phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể của khu phố cổ Hà Nội. Đây cũng là một địa điểm thường xuyên diễn ra lễ hội ca trù, loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi ghé thăm Đình Kim Ngân qua phóng sự sau đây. Phố cổ Hà Nội thu hút bởi những di sản còn sót lại của làng nghề, phố nghề cách đây hàng trăm năm. Một trong những di sản quan trọng đó là Đình Kim Ngân, 42 hàng bạc, ngôi đình thờ ông tổ nghề. Bia đá, cột đình cổ, hoành phi câu đối, mái vòm với nhiều họa tiết chạm khắc tinh xảo do bàn tay cả thợ mộc, thợ nề và thợ kim hoàn xưa tạo nên. Đó là sự hội tụ khó tìm thấy ở các di tích khác. Đình Kim Ngân là công trình kiến trúc tín ngưỡng cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê vào thế kỷ thứ 16. Đình do người dân Châu Khê sống ở phố Hàng Bạc khởi dựng để thờ ông Tổ Bách Nghệ, ông Tổ Nghề. Đây là một di sản kiến trúc nghệ thuật thể hiện lịch sử tồn tại và phát triển của nhiều ngành nghề ở Hà Nội. Đình có diện tích 575m², có kiến trúc cơ bản gồm nghi môn, sân, tiền tế hậu cung, kiến trúc theo kiểu chữ công. Đại đình ba gian, hậu cung ba gian được nâng lên trên cao và là hậu cung kép, có sàn thờ và hệ thống vách ngăn riêng biệt. Năm 2004, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội phối hợp với các chuyên gia Việt Nam và Pháp nghiên cứu và tìm ra phương án trùng tu, phục hồi nguyên trạng. Sau khi đưa vào hoạt động, đình không chỉ mở cửa phục vụ tín ngưỡng, mà còn là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghề, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, góp phần phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của khu phố cổ. Ở đình Kim Ngân thì có hiện tại buổi tối đang có hoạt động về văn hóa của câu lạc bộ ca trù Hà Nội vào tối thứ tư và thứ sáu chủ nhật. Ngoài ca trù ra thì chương trình có biểu diễn những cái thực hành về chầu văn, ví dụ như là múa giá cô bé. Thế còn ngoài ra thì hàng năm vào những ngày dịp lễ Tết, Ban Quản lý Phố Cổ có tổ chức các cái triển lãm về các làng nghề truyền thống ở tại Đình Kim Ngân. Và những cái hoạt động đó muốn mục đích là muốn để quảng bá nền văn hóa Việt Nam đến khách du lịch trong nước và ngoài nước. Giữa không gian tấp nập bán mua của phố cổ, khi mà các phố nghề, làng nghề Hà Nội còn lại rất ít, Đình Kim Ngân với những hoạt động văn hóa diễn ra nơi đây như là một sự hoài niệm của người Hà Nội và với khách du lịch thì đó là những trải nghiệm văn hóa mang bản sắc riêng của thủ đô. Đình Kim Ngân này tuy ở trong một cái chỗ rất là đông đúc, xung quanh cả là buôn bán, nhưng mà bên trong cảm giác rất là thanh tịnh, nó mang lại cho mình cái vẻ đẹp vẫn rất là cổ kính, với lại một cái cổ xưa của thời xưa vẫn còn ở lại đây ấy. Tôi đến từ nước Pháp. Tôi chưa từng thấy những công trình kiến trúc như thế này. Nó rất khác với những công trình kiến trúc mà tôi từng thấy trước đây. Nó thực sự rất khác biệt và chúng tôi muốn khám phá. Kiến trúc thật sự rất khác biệt và rất đẹp. Những ấn tượng lưu lại trong mắt của những người du khách này cũng phần nào thể hiện được những giá trị văn hóa của ngôi đình và là động lực để tiếp tục công tác bảo tồn di sản này cũng như nhiều di sản quan trọng khác trong lòng Hà Nội.
Những mái đình cổ kính, những kiến trúc xa xưa của Hà Nội đã trở thành niềm tự hào của người dân Hà Thành. Một trong những người yêu Hà Nội của những ngày xa xưa ấy, yêu Hà Nội trong lịch sử, đặc biệt là luôn tìm sâu giải mã các mối liên kết giữa quá khứ còn sót lại và in dấu trong kiến trúc văn hóa đời sống của người dân Hà Nội ngày nay, đặc biệt là thể hiện qua những bức ảnh, đó chính là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn. Vâng, những bức ảnh của ông thì không chỉ lưu giữ lại những hình ảnh về kiến trúc, các không gian văn hóa, mà tác giả còn đặt ra những vấn đề về bảo tồn và lưu giữ những di sản. Ông đã từng nói rằng Hà Nội giống như một cơ thể sống, rất đẹp nhưng luôn phải thay hình đổi dạng trong suốt hành trình biến thiên của thời cuộc. Hà Nội là nơi mà ở đó các lớp lịch sử cứ xuất hiện rồi chồng đè lên nhau tựa như những lớp địa tầng của thời gian. Nhìn vào những dấu hiệu đứt gãy, những âm hưởng còn sót lại của một Hà Nội xưa pha trộn cùng với các biểu tượng, hình ảnh của thời đại mới khiến cho chúng ta có cảm giác như đang dần đọc các lớp lịch sử của đô thị. Vì vậy, Hà Nội giống như một bảo tàng sống, nơi lưu giữ đầy đủ những ký ức của quá khứ và nhịp sống của hiện đại. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn không diễn thuyết, mà ông lại dùng những bức ảnh trở thành một trong những minh chứng sống rõ nét nhất thể hiện sự thay đổi của những con phố phường trên đất Hà Thành. Thông qua hình ảnh, Thế Sơn đã bóc tách các lớp lịch sử và mang tới những thay đổi theo cả chiều hướng cả đẹp lẫn như xấu đi của Hà Nội. Đó là những góc khuất, những góc nổi của thủ đô. Và chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện giữa phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn ngay sau đây. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả, xin chào MC tại trường quay ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đình, đền, miếu hay mạo là một trong những di sản kiến trúc thể hiện văn hóa tin ngưỡng của cộng đồng ngụ cư tại thủ đô Hà Nội từ bao đời nay. Và để nói về những di sản kiến trúc tiêu biểu còn tồn tại lại trong lòng của thủ đô Hà Nội thì không chỉ có đình Kim Ngân như quý vị và các bạn vừa được tìm hiểu và theo dõi trong phóng sự vừa rồi đâu ạ, mà chúng ta vẫn phải nhắc nhớ về một trong những di sản kiến trúc tiêu biểu như những ngôi nhà Pháp cổ hay những khu chung cư thời bao cấp được thể hiện qua những khu nhà đặc trưng còn lại đến ngày nay như là tại Văn Chương, tại Kim Liên, Trung Tự hay là Nam Đồng. Và để cùng bàn luận về vấn đề này thì sau đây chúng ta sẽ cùng Hân Hạnh trao đổi với vị khách mời, và vị khách mời này thì đã được hai MC của chúng ta vừa nhắc tới, đó chính là người họa sĩ tài ba Nguyễn Thế Sơn. Xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam ạ. Vâng, thưa anh, là một người con của thủ đô Hà Nội và cũng là một họa sĩ rất là tài ba nữa, và phần lớn những sáng tác của anh thì là về thủ đô Hà Nội, về cảnh quan đô thị, và hiện lên của đó là rất nhiều những nét kiến trúc di sản được anh thể hiện trong những tác phẩm của mình. Vậy thì chắc chắn rằng đó không chỉ là tình yêu với nghệ thuật rồi, mà còn là tình yêu với những di sản kiến trúc. Vậy thì đến với chương trình Mắt Đêm hôm nay, anh hãy chia sẻ với chúng tôi về tình yêu đó được không ạ? Vâng, xin chào chương trình. Đúng là tôi có một cái duyên nợ với cả Hà Nội. Cũng khoảng hơn 10 năm nay thì phần lớn các cái đề tài của tôi thì làm chung quanh về những cái câu chuyện về Hà Nội. Từ những cái câu chuyện về những cái ngôi nhà ống cho đến những cái ngôi đình ở trong phố cổ hay là những cái ngôi nhà Pháp. Và gần đây nhất thì tôi có vừa mới làm một cái dự án về những ngôi nhà tập thể ở mặt phố. Thì những cái câu chuyện về những cái di sản về kiến trúc thì luôn luôn là một cái mối quan tâm của cả tôi rất là sâu sắc trong quá trình mình thực hiện các dự án. Và tôi nghĩ là bằng cái cách mà những thực hiện những cái dự án nghệ thuật, những cái câu chuyện liên quan về những cái di sản kiến trúc của Hà Nội thì tôi thấy nó giống như là mình đi tìm ngược lại những cái ký ức của đô thị, và thông qua đó có thể hiểu được những câu chuyện của những cái lớp người, những cái lớp người Hà Nội đã góp phần mà đóng góp cũng như xây dựng để mà tạo nên một cái văn hóa của một cái Hà Nội ngày hôm nay. Vâng, thưa anh, dẫu chúng ta biết rằng là câu chuyện về bảo tồn di sản kiến trúc thì là một câu chuyện không bao giờ là cũ. Thế nhưng có một thực tế rằng là để đáp ứng cái nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay thì cần có những cái kế hoạch cũng như là quy hoạch để phát triển đô thị. Vậy thì theo anh, trước cái thực trạng đó thì chúng ta cần có những hành động như thế nào để có thể đóng góp được vào việc bảo tồn những di sản kiến trúc của cha ông đã để lại ạ? Vâng, thì tôi nghĩ cái này nó là một cái câu chuyện liên quan đến nhận thức và tầm nhìn. Cái này nó cũng dần dần nó phải thay đổi, nó thay đổi từ người dân, thay đổi từ những cái lớp nhỏ, những em bé, cho đến những cái thanh niên, cũng như cho đến những cái con người mà trực tiếp, những người mà tiếp tục nhập cư vào Hà Nội
để chúng ta cùng chia sẻ những cái ký ức của ngày hôm nay cũng như mà hiểu rõ cái ký ức trước đây của Hà Nội. Thì trong cái lúc mà chưa có những cái chính sách thực sự là nó hữu hiệu để mà bảo vệ những cái giải tài sản cũng như là những cái di sản về văn hóa của Hà Nội, thì tôi cũng là một cái người làm nghệ thuật thị giác, thì cũng cố gắng lưu trữ nhanh nhất có thể bằng cái cách của mình. Thì bây giờ tôi cũng chẳng hạn với những cái dự án như là tôi đi tìm ngôi nhà chung, thì tôi cố đi lần mò lại một cái lịch sử của khoảng hơn 60 ngôi đình ở trong phố cổ. Nó đã thay hình đổi dạng cũng như nó đã bị cái nào còn cái nào mất. Thì với những cái cách mỗi một cái dự án với tôi làm như vậy thì cũng là để tìm hiểu lại những cái lớp thời gian mà những Hà Nội đã thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như là những cái dự án sau đó tôi đã thực hiện cái dự án nhà Tây biến hình, thì cũng trước một cái thực tại mà tôi nhìn thấy những ngôi nhà Pháp cổ, những ngôi biệt thự Pháp cũng như là những ngôi nhà Tây nó có kiến trúc rất là đặc độc đáo một thời của Hà Nội, dần dần được thay thế bằng những cái khách sạn mini, thì tôi thấy có lẽ là mình phải làm ngay lập tức trước khi mà nó có những chính sách gì để nó cứu được. Thì bây giờ tôi làm lại những cái dự án bằng gọi là phù điêu bằng ảnh để lưu trữ lại nó, cũng như là tìm hiểu những cái câu chuyện phía sau những cái ngôi nhà đó. Và gần đây nhất là chẳng hạn những cái trong khi mà tôi cũng chợt giật mình khi mà nhìn thấy cái tốc độ mà bê tông hóa, đô thị hóa những cái chung cư mà mọc lên như nấm, cũng như là thay vào đó nó không phải đâu câu chuyện chỉ là ngôi nhà mà nó thay đổi hẳn toàn bộ cái nếp sống, cũng như thậm chí nó thay đổi từ cái tên hoàn toàn những ngôi nhà chung cư mới bây giờ với những cái tên hoàn toàn là Tây, ví dụ như Royal City, Time hoặc là Artemis, hoặc là ví dụ như ngôi nhà như cái chung cư như tôi đang ở đây thì là cũng là Helios. Dần dần tôi nghĩ là cái ký ức của người Hà Nội về một cái Hà Nội với những khu tập thể, những cái tên như là Thanh Xuân, tập thể Thanh Xuân hoặc Kim Liên hay là Nam Đồng, dần dần nếu không khéo là nó cũng sẽ bị mất mát theo. Thì tôi nghĩ cái di sản về kiến trúc của Hà Nội nó hơn cả một cái vấn đề là nó không phải cái câu chuyện của cái nhà, mà tôi nghĩ nó là câu chuyện của cái ký ức của đô thị. Thì với cái dự án gần đây nhất thì tôi kết hợp chung với cả họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, nhà nghiên cứu lịch sử, thì tôi đã làm cái công việc là đi bóc tách những cái chuồng cọp, những cái sự thay đổi thay hình đổi dạng, những cái biến dạng của những ngôi nhà tập thể mặt phố, và để cố gắng lần lại một cái thời mà nhà tập thể trước khi đổi mới nó đã thành một cái biểu tượng của một cuộc sống mới đáng ao ước của cả một lớp người trong Hà Nội. Thì tôi nghĩ với cái cách mà tôi thực hiện dự án nghệ thuật kết hợp, lúc thì kết hợp với người này, lúc với cái nhóm khác, thì cũng là một cách mà góp phần vào cái việc mà lưu giữ lại một cái bảo tàng sống của Hà Nội cho bản thân tôi cũng như là cho những người mà yêu quý cũng như là quan tâm đến văn hóa di sản. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thật của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bất kỳ ai thì chúng ta đều có mưu cầu về một cuộc sống an toàn hơn, một cuộc sống phát triển hơn. Thế nhưng mỗi chúng ta thì hãy có một cái nhìn đa chiều hơn đối với những di sản kiến trúc mà cha ông đã để lại, hay như họa sĩ Nguyễn Thế Sơn vừa chia sẻ, đó chính là câu chuyện nhận thức của mỗi chúng ta, để làm sao mà chúng ta vừa có những cái nhìn sâu sắc nhất, hành động thiết thực nhất, để có thể song song đồng hành giữa việc thiết kế xây dựng mà vẫn bảo tồn được những di sản của cha ông để lại, để làm sao mà không đánh mất đi bất kỳ một mảnh ký ức thiêng liêng nào nữa. Và ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ thêm tới quý vị và các bạn, khi mà đến với được gọi là một triển lãm nho nhỏ, một nơi gọi là đi tìm lại những mảnh ký ức của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, thì chúng tôi quả thực đều cảm thấy lắng lòng mình lại. Bởi vì sao? Với những thế hệ trẻ của chúng tôi, nếu như một vài năm nữa chẳng hạn, không có những triển lãm nhỏ như thế này, không có những công sức của những người như họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, thì có lẽ chúng tôi không còn được nghe về những khu tập thể như Thanh Xuân, khu tập thể như Kim Liên hay là Trung Tự nữa, phải không? Biết đâu vậy. Và có lẽ đối với quý vị và các bạn, với những người vẫn luôn luôn muốn đi tìm một mảnh ký ức của thủ đô Hà Nội và muốn tìm kiếm về những cái nhịp sống đã từng thay đổi qua từng lớp cắt, lớp bóc tách của thủ đô Hà Nội qua từng thời kỳ, thì hãy đến với nơi đây, một triển lãm nhỏ, một nơi đi tìm lại một mảnh ký ức của thủ đô Hà Nội. Vâng, đấy chỉ là chia sẻ nho nhỏ của tôi qua phần kết nối vừa rồi thôi. Và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phần kết nối vừa rồi. Còn bây giờ thì xin được trở lại với trường quay ạ.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trang Linh, đặc biệt là những chia sẻ hết sức quý báu của họa sĩ nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn. Thưa quý vị, khi nhắc đến những di tích lịch sử, những kiến trúc cổ của thủ đô Hà Nội thì sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến viên ngọc giữa lòng thủ đô, Hồ Gươm hay còn được biết đến là Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm đã in sâu trong ký ức của tất cả những người dân Hà Nội hay bất kỳ một du khách nào khi đến với thủ đô, hình ảnh của Hồ Gươm với mặt nước trong xanh, in bóng của đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc. Bởi có lẽ đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành những hình ảnh thiêng liêng, đặc biệt là mang những giá trị lịch sử văn hóa đối với người dân thủ đô. Vâng, thưa quý vị, đền Ngọc Sơn hay Hồ Gươm là một điển hình về sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và kiến trúc do con người xây dựng. Sự kết hợp giữa đền và hồ đã tạo thành một tổng thể kiến trúc thiên nhân hợp nhất, gợi nên cảm giác chan hòa giữa con người và thiên nhiên. Mời quý vị sẽ cùng chúng tôi ngắm những hình ảnh đẹp nhất về Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn và những khu phố cổ Hà Nội qua hệ thống flycam của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, hàng tòa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lòng xó thanh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, phía nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Dấu xưa còn in nơi đây, ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, ta ngồi xa mãi giang sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long, nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rơi. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm Hà Nội đều có hàng chục di tích lịch sử được bảo tồn, được tu sửa. Năm sau lại nhiều hơn năm trước cả về số lượng cũng như về tổng kinh phí đầu tư. Có thể nói công tác tuyên truyền về hệ thống các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến được chú trọng nhiều hơn, được tuyên truyền. Tuy nhiên, quan điểm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển đối với di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực thi. Mục đích chính của việc bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể đó chính là phải bảo tồn các giá trị này ngay chính trong đời sống cộng đồng nơi sản sinh nuôi dưỡng những giá trị đó và làm phong phú trong đời sống. Hà Nội sẽ tiếp tục trân trọng, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Hành trình mất đêm ngày hôm nay với chủ đề giữ gìn và bảo tồn các di sản trong lòng thủ đô Hà Nội xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.